viêm họng mủ, viêm amidan hốc mủ. Rất là nhiều người khổ sở với các vấn đề đó. Điều trị thuốc tây hoài vẫn không khỏi là tại sao? Tại vì khi mình uống thuốc tây vào, nó sẽ không đẩy được những cái hạt viêm mủ ở trong amidan của mình ra. Nó vẫn còn nằm yên ở trong đó. Thời tiết thay đổi một phát hoặc là môi trường thuận lợi thì những cái hốc viêm ở trong đó nó chuỗi dậy, gây viêm trở lại. Đó gọi là cái tình trạng là tái lại của amidan hốc mủ. Khi mình sử dụng kháng sinh để điều trị, nó tiêu diệt vi khuẩn, ức chế virus nằm tại đó, bong không đẩy ra được, thì bệnh nó tái lại là chuyện đương nhiên. Để mà trị dứt điểm được tình trạng viêm họng hạt, viêm họng mủ, viêm amidan hốc mủ của mình, thì những cái ổ viêm đó phải được đẩy ra ngoài một cách triệt để. Thì nhà mình hãy sử dụng cho em cái bột viêm họng thảo dược này. Trong cái bột thảo dược này được chiết xuất từ gần 10 loại thảo dược quý là khắc tinh của ho, bao gồm như rẻ quạt, kha tử, sa sâm, hoài sơn, thiên hoa phấn, thạch hộc. Tất cả được phơi khô, nghiền nhỏ thành dạng bột. Cái gói viêm họng như thế này, khi ngậm cái bột này vào, nó sẽ tác động trực tiếp vào các ổ viêm ở đường hô hấp. Nó sẽ giúp bong đẩy các hốc mủ ở trong cái amidan của mình ra. Đẩy ra được như thế thì mới điều trị được tận gốc. Thì cái tình trạng tái lại nó sẽ rất là hạn chế nhà mình nhá. Mà với cái thảo dược rất dễ dùng, an toàn cho phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, người già và trẻ nhỏ đều dùng được.